Mong thầy dạy nghĩa giúp con kinh cú pháp thì cái câu 166 trong kinh Pháp Cú. Rồi bài kệ 166 trong kinh Pháp Cú: dầu lợi người bao nhiêu chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng trí tư lợi hãy chuyên tâm lợi mình. Cảm ơn sư. Để mà quý vị hiểu được cái bài kinh Pháp Cú, đó là tại sao mà sư có cái lớp kinh Pháp Cú. Chỉ đáng tiếc là do dạo gần đây là sư quá bận nhiều lớp, cho nên là sư không có thời gian để sư soạn cái kinh Pháp Cú. Chứ còn khi chúng ta học một cái bài kinh nào đó, đặc biệt là kinh Pháp Cú, sẽ rất là tốt và sẽ rất là rõ nghĩa nếu như mà chúng ta nắm được cái nền, tức là do đâu Đức Thế Tôn thuyết cái bài kinh này. Đức Thế Tôn dạy bài kinh số 166 là khi mà Ngài ở Kỳ Viên, lúc bây giờ Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài nói với chư tỷ kheo là: này các tỷ kheo, còn 4 tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Thì lúc bây giờ đó như còn tháng 4, đầm tháng giêng tới đầm tháng 4 chứ, xin lỗi, 3 tháng nữa là Thế Tôn sẽ nhập Niết Bàn. Thì lúc bây giờ đó, là các cái vị mà chưa phải là A-La-Hán, các vị đó buồn rầu, đặc biệt là các vị sơ quả, các vị A-La-Hán thì không, nhưng mà các vị sơ quả đôi khi là còn buồn, rồi huống chi là các vị phàm, các vị đó thì khóc, rồi cứ quanh quẩn ở bên Đức Thế Tôn, rồi không biết là mình phải làm cái gì, bởi vì thương Thế Tôn lắm, lưu luyến. Đó. Thì lúc bây giờ đó, trưởng lão Attatattha, thì Ngài mới suy nghĩ là bây giờ Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi, mà mình chưa có làm tròn cái phận sự của mình chưa có chứng đắc được đạo quả, thì bây giờ hãy tranh thủ thời gian khi Đức Thế Tôn còn tại thế, mình tranh thủ mình hành thiền để diệt trừ tham ái. Lúc bây giờ cái trường hợp của Ngài Attatattha truyền đến tai Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới nhân cơ hội đó mà tán thán các vị tỷ kheo, đặc biệt là Ngài Attatattha, là cái việc mà cung kính Đức Thế Tôn thì không phải chỉ là cái chuyện mà mình bằng hương bằng hoa, hay là mình chỉ đơn thuần mình lễ lạy, mà việc thực hành pháp là sự tôn kính Đức Thế Tôn nhất. Bởi vì khi mà mình tôn kính Thế Tôn mà mình chỉ tôn kính bằng hương bằng hoa rồi mình lễ lạy, thì nó đơn thuần là chỉ hướng đến Thế Tôn thôi, chứ nó không có một cái sự lợi ích giải thoát gì hướng đến mình. Nhưng mà khi mình cúng dường Thế Tôn bằng việc tự thực hành, thì khi đó đó mình được cái quả báo là mình chứng đắc được đạo quả, mình thoát vòng vô minh. Và Đức Thế Tôn nói đó là sự cúng dường cao thượng nhất. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói cái bài kệ này. Tức là thay vì mình cứ chạy ra bên ngoài, mình chạy ra bên ngoài, mình lo ở bên ngoài không à, mình nghĩ đó là cách cúng dường Thế Tôn cao thượng. Sư biết là có một cái câu mà sư nói đó là phỉ báng Thế Tôn thì nó kỳ. Chứ người ta nói là cái chuyện là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật, thì sư nói Thế Tôn không có nói như vậy. Thế Tôn chỉ nói là thực hành, tự mình thực hành và thoát vòng vô minh là sự cúng dường Đức Phật cao thượng nhất. Thì cái này có, còn cái câu kia không có. Chính bởi vì như vậy, đây là ý nghĩa của cái bài kệ này. Tự lợi mình, tức là tự mình tu tập thoát vòng vô minh, đó là sự cúng dường Thế Tôn cao thượng nhất, thay vì mình cứ lăng xăng mình chạy ở bên ngoài. Không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, quý vị, cái chưa cũng hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm với cách câu trả lời của Đức Thanh Tệ, mà cái điều quan trọng nhất là cái lời dặn dò, cái lời dặn dò ban đầu Đức Thanh Tệ quý vị nên lưu ý, có nghĩa là
khi mình tiếp cận Phật ngôn, đặc biệt là những câu, những từ, những câu kệ mà mình cảm thấy nó ngắn hoặc là khó hiểu với sức mình không hiểu, thì tốt nhất, điều quan trọng nhất đó, mình phải xem, mình phải tham khảo bản thân mình đó. Nếu mình có kiến thức đó, thì mình tham khảo nhiều sách vở, mình có kiến thức Pali thì xem chú giải, trong cuộc chú giải nói vấn đề đó như thế nào, duyên sự như thế nào để cho rõ ràng. Còn không thì mình nhờ đến những cái vị sư mà có đủ năng lực, đủ thẩm quyền đó, không giảng giải cho mình như trường hợp này nè, để mình hiểu rõ. Chứ mình đừng có tùy tiện mà thí dụ mình đọc qua một câu kệ, thậm chí một từ thôi, mình suy diễn rất là nguy hiểm. Nếu như quý vị thấy không, chỉ là một câu kệ gồm 4 câu: dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tự lợi, nhờ thắng chí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình đó. Mà trong chỉ 4 câu kệ thôi mà Đại Đức Hạnh Tuệ đã vừa giảng cho quý vị trích trong chú giải Pháp Cú. Một câu chuyện nó dài, nó mang nhiều ý nghĩa sâu sắc như vậy đó, để quý vị biết hiểu được cái tầm quan trọng của Phật ngôn là như vậy. Để mình về sau mình có sự trân trọng, mình trân trọng đó, Phật ngôn, thì mình có sự trân trọng, có cái sự tầm quý trong Phật pháp, thì mình cũng mới có sự tăng tiến phát triển trong Phật pháp. Thì một lần nữa thì cái, cũng rất là hoan hỷ với Đức Hạnh Tuệ đã giảng giải câu kệ trên rất là đúng theo tinh thần kinh kinh Bộ Luật Thế Tôn và chú giải chính thống. Em xin kết thúc câu trả lời. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.